Ở cả lớp chúng ta ngồi vào tư thế bán già hoặc tư thế kiết già. Hai tay thủ ấn Chimura đặt nhẹ nhàng lên gối. Giữ cho sống lưng thẳng. Và hít thở đều. Thả lỏng toàn bộ cơ thể. Thả lỏng hai chân. Thả lỏng hai bả vai. Thả lỏng hai cánh tay. Thả lỏng các ngón tay. Thả lỏng các cơ trên mặt. Và thả lỏng tâm trí. Hãy gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu. Hướng ý thức nơi chóp mũi. Cảm nhận hơi thở đi vào và hơi thở đi ra. Rồi từ từ đưa ý thức trở lại với cơ thể. Hít vào một hơi thật sâu. Và thở ra thật chậm rãi. Thở hết. Chúng ta đưa hai tay lên chà sát thật nóng lòng bàn tay. Chà nóng hết mức có thể. Rồi úp hai tay lên mắt. Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay lan tỏa. Chà sát tiếp thật nóng một lần nữa. Úp lên mắt. Chớp nhẹ hai mắt và từ từ đưa tay xa dần mắt nhìn lòng bàn tay, rồi hạ hai tay của mình lên gối, giữ cho sống lưng thẳng và chậm rãi quay cổ tròn theo chiều kim đồng hồ, chậm rãi hít thở đều kéo căng giãn vùng cổ. Hai ba 4 và quay ngược lại. 4 3 2 1 rồi đưa thẳng đầu trở về giữa và đặt hai tay lên vai và quay tròn khớp vai. Nâng cánh tay lên cao hết mức có thể. Hít thở sâu và quay ngược lại. Rồi hít vào vươn căng hai cánh tay của mình lên. Thở ra hạ tay xuống hướng mắt nhìn xuống rốn. Hít sâu vươn căng lên.
Thở ra. Hít sâu. Thở ra. Hít sâu lần cuối, vươn căng. Xòe rộng 10 đầu ngón tay của mình lên. Và hít thở đều. Giữ cho cuộc sống thẳng. Siết bụng của mình lại. Cảm nhận hai cánh tay, hai bên lườn căng giãn. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 và một rồi hạ hai tay ra ngang và nắm hai bàn tay của mình lại. Chúng ta quay tròn cổ tay. Và quay ngược lại. Rồi giữ nguyên vị trí cánh tay của mình và quay cánh tay tròn. Nhỏ thôi, không vẽ to. Nhỏ hơn nữa. Hít thở đều. Cảm nhận sức nặng ở cánh tay. 3 4 5 và ngược lại. 5 4 3 2 1 rồi vươn tay phải của mình lên. Gập cánh tay phải lại, vòng tay trái ra phía sau, hai tay nắm vào nhau. Cố gắng kéo căng hết mức có thể, hướng khuỷu tay lên, giữ cho sống lưng thẳng và hít thở đều. 5 4 3 2 và 1 rồi chúng ta thả tay và đổi bên, vươn tay trái lên, vòng tay phải xuống. Cố gắng hai tay nắm vào nhau, siết bụng lại, giữ lưng thẳng, hít thở sâu. 5 4 3 2 và 1 rồi buông hai tay của mình ra, vòng tay ra phía sau. Mở ngực, mở vai ra và đi hai tay dần dần trượt dài ra phía sau hết mức có thể của mình. Lùi lên phía trước một chút. Hai tay đi theo một hai đường thẳng. Hết mức thì dừng lại. Cảm nhận căng hết toàn bộ hai bả vai. Và hít thở đều. Không thả lỏng cổ ra sau. 5 4 3 2 và 1 rồi chậm rãi, từ từ đẩy người lên. Thả lỏng hai tay và duỗi hai chân về phía trước và thả lỏng hai chân của mình. Rồi quay tròn cổ chân. Và quay ngược lại. Rồi từ đây đan các ngón tay đặt ở phía dưới bàn chân trái của mình. Kéo chân trái lên. Thẳng sống lưng, hít sâu một hơi. Thở ra, đưa đầu gối chân trái sang ngang và kéo bàn chân trái về phía mặt của mình. Hít vào, hạ xuống. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra và giữ lại ở đây. Thẳng lưng lên. Hít thở sâu. 5 4 3 2
vào một, từ đây hít vào một hơi thật sâu. Thở ra, đưa chân trái của mình thẳng lên và kéo về phía người của mình theo mức có thể. Hít vào, hạ xuống. Thở ra. Hít vào. Thở ra, kéo sát lên. Hít vào. Thở ra. Hít vào lần cuối. Thở ra, kéo sát và giữ lại ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, và 1, rồi buông tay, hạ chân trái của mình xuống, đổi bên, kéo chân phải lên, đan các ngón tay phía dưới bàn chân phải, thẳng sống lưng của mình, hít sâu một hơi. Thở ra, kéo chân phải về phía mặt của mình. Hít vào, hạ xuống. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Lần cuối, hít vào. Thở ra, nâng lên và giữ ở đây. Hít thở đều. 5, thẳng lưng. 4, 3, 2, và 1. Hít vào, hạ chân. Thở ra, nâng chân phải lên, kéo sát về phía mặt của mình theo mức có thể. Hít vào, hạ chân. Thở ra. Hít vào. Thở. Lần cuối, hít vào. Thở ra và giữ lại ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, và 1, rồi hạ chân phải của mình xuống, duỗi dài chân phải ra, buông chân phải thả lỏng. Rồi hướng mũi chân lên về phía người, giữ lưng thẳng, hít sâu, vươn căng hai cánh tay lên cao. Thở ra, vươn dài người về phía trước, bàn tay phải cầm vào cổ chân trái, luồn qua chân và gập người sâu hết mức có thể của mình, cảm nhận sự căng giãn ở phía dưới eo chân, cố gắng áp hết đầu gối của mình xuống. Hít vào, thẳng lưng, vươn người lên trở về. Thở ra, gập người sâu. Hít vào, vươn lên. Thở ra. Lần cuối cùng, hít vào, vươn lên. Thở ra, vươn dài, gập sâu và giữ lại ở đây. Cố gắng đẩy dài cột sống về phía trước, mở ngực vai của mình ra, ép chặt hết đầu gối xuống và hít thở sâu. 5, gối sâu hơn. 4, dùng tay kéo chân về. 3, 2, và 1, hít vào, vươn lên trở về. Thở ra, hạ hai tay của mình xuống, chống hai tay ra phía sau, mở ngực, mở vai ra và chống hai chân lên về. Xoay bàn tay về phía người của mình, tách rộng hai chân ra bằng hông. Hít vào, nâng hông của mông của mình lên, mắt nhìn xuống rốn. Thở ra, đẩy hông mông ra phía sau và nâng mông của mình lên, rút bụng chúng ta lên. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra, lần này giữ lại ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, nâng lên trở về. Thở ra, hạ hông của mình xuống và quay tròn cổ tay. Rồi từ đây, kéo hai chân sát về phía người của mình, chụm hai lòng bàn chân lại, áp hai gối của chúng ta xuống. Hít vào, vươn hai tay lên cao. Thở ra, hạ tay xuống và bò dài người về phía trước, hết mức có thể của mình, cố gắng gập người sâu. Hít thở đều. 5, 4, 3, mở ngực vai ra,
2. Một chậm rãi đẩy người lên trở về, hít vào, vươn hai tay lên cao. Thở ra, hạ hai tay của mình xuống, cầm vào hai ngón chân cái. Và từ đây hít sâu một hơi. Thở ra, đưa hai chân của chúng ta về phía trước, mở ngực, mở vai ra, hít thở đều. Giữ ở đây 5, 4. Nếu có thể kéo được chân về phía người của mình thì kéo sâu. 3, 2 và 1. Rồi chúng ta hạ chân của mình xuống và đẩy người đứng lên. Đứng về phía đầu thảm. Vào tư thế đứng trái núi, hai tay chắp lại trước ngực. Hít vào, vươn tay lên cao, đổ người về phía trước, trùng gối vào tư thế cái ghế, cuộn xương cụt của mình xuống. Thở ra, hạ tay xuống và gập người sâu xuống chân. Hít vào, ngẩng đầu, mắt nhìn về phía trước. Thở ra, nhảy hoặc bước hai chân ra sau về chaturanga hoặc là tám điểm chạm thảm. Hít vào, đẩy người trườn lên, mở ngực vai ra, nâng đùi và đầu gối. Thở ra, đẩy hông mông lên cao về tư thế về ngược, bước lên phía trước một bàn chân. Kéo giãn toàn bộ vùng cột sống của mình nhưng không ép hai bả vai xuống. Hít vào, nâng chân phải đá cao ra phía sau, hướng mũi chân hướng xuống, không để bị lệch hông. Rồi đưa chân phải lên vào giữa hai tay, trùng đầu gối của chân phải xuống, vươn tay lên cao. Siết bụng của mình lại và hít thở đều. Nâng gót chân trái lên, giữ 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào, hạ hai tay của mình xuống. Thở ra, rút chân phải ra sau về chaturanga hoặc 8 điểm. Hít vào, đẩy người trườn lên. Thở ra, về ngược. Hít vào, chân trái nâng cao và đưa chân lên vào giữa hai tay. Vươn tay lên cao. Hít thở sâu, siết bụng lại, không để võng thắt lưng. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, hạ tay xuống. Thở ra, rút chân trái ra sau, hạ chatu hoặc 8 điểm. Hít vào, trườn lên. Thở ra, về ngược. Hít vào, tiếp tục chân phải đá cao. Rồi đưa chân lên vào giữa hai tay. Từ đây hạ gót chân trái xoay sang một góc 90 độ và đưa hai tay lên sang ngang sang hai bên vào tư thế chiến binh 2. Siết bụng của mình lại, cuộn xương cụt xuống, mắt nhìn về phía tay phải. Hít thở đều. Và giữ lại ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, hạ tay xuống. Thở ra, rút chân phải ra sau, hạ ngực. Hít vào. Thở ra. Hít vào, chân trái lên. Rồi đưa chân lên giữa hai tay. Hạ gót chân phải xuống và tay sang ngang sang hai bên vào chiến binh 2. Mắt nhìn về tay trái và hít thở đều. 5. Phát lực ra giữa hai vào hai tay của mình. 4, 3, 2 và 1. Hít vào, hạ tay. Thở ra, rút chân trái, hạ ngược xuống chaturanga. Hít vào, trườn lên. Thở ra, về ngược. Bước lên một bàn chân và hít thở sâu, ujjayi trong 5 nhịp thở. Hít sâu. Thở ra. Hít sâu. Thở ra. Hít sâu. Thở ra. Hít sâu.
thở hết. Lần cuối hít sâu, thở ra. Rồi từ đây hít vào, ngẩng đầu, chung đầu gối và nhảy bật chân về phía hai tay của mình. Và thở ra, chúng ta hạ mông của mình xuống. Rồi gập chân trái của mình lại. Đặt chân phải ra ngoài của đùi trái. Giữ cho sống lưng thẳng, mở ngực mở vai ra. Hít vào vươn tay trái lên. Thở ra tì cánh tay trái của mình ra má ngoài của đùi phải và tóm vào bàn chân phải. Tay phải chống ra phía sau. Cố gắng càng thở ra, càng vặn người sâu hết mức có thể của mình. Vặn căng hơn nữa. Và hít thở đều. Mắt nhìn ra sau vai. 5. Căng hơn. 4. 3. 2. Và 1. Rồi từ đây luồn cánh tay trái của mình xuống dưới đùi phải. Tay phải vòng ra phía sau eo. Giữ thẳng lưng, vặn sâu, mắt nhìn ra sau vai. Hít thở đều. 5. 4. 3. Cố gắng cầm sâu. 2. Và 1. Rồi hạ tay phải và vươn tay trái lên, hít vào. Thở ra, hạ tay xuống. Rồi từ đây chúng ta duỗi chân phải ra, đặt chân trái lên trên đùi phải, hướng mũi chân phải của mình lên, hít vào vươn tay lên cao. Thở ra đổ người về phía trước và gập sâu xuống, kéo chân phải về phía người của mình. Và giữ lại ở đây, áp hết đầu gối chân phải xuống, hít thở đều. Kéo dài cột sống về phía trước. 5 4 3 2 và 1, hít vào vươn lên. Thở ra hạ tay xuống, giữ nguyên chân trái của mình và chống chân phải của mình lên. Và chúng ta đưa tay phải lên cao, hít sâu. Thở ra luồn tay phải xuống phía dưới đùi phải và tay trái vòng ra sau eo. Cố gắng hai tay nắm được vào nhau và gập người xuống về phía đầu gối của chân trái. Hít thở đều ở đây. 5 4 3 2 1 Hít vào, nâng người lên, rút tay của mình ra, vươn tay phải lên cao. Thở ra hạ tay xuống và chúng ta thả lỏng chân trái. Rồi đổi bên, gập chân phải của mình lại. Chân trái đặt ra má ngoài của đùi phải. Thẳng sống lưng lên, hít vào vươn tay phải lên cao. Thở ra tì khuỷu tay phải của mình ra ngoài và tóm vào bàn chân trái. Tay trái vòng ra phía sau. Thẳng lưng, vặn người thật sâu hết mức có thể. Cố gắng càng thở càng vặn ra. Hướng mắt nhìn sau vai trái và hít thở đều. 5 Căng hơn nữa. 4 3 2 1 Rồi từ đây luồn cánh tay phải của mình xuống dưới đùi trái. Vòng tay trái ra phía sau eo. Nếu cầm được vào cổ tay thì càng tốt. Thẳng sống lưng của mình lên, vặn sâu, hít thở đều. 5 Căng hơn. Cầm vào sâu hơn. 4 Cảm nhận sự căng giãn. 3 2 Và 1 Rồi từ từ rút tay trở về, hít vào vươn tay phải lên. Thở ra hạ tay của mình xuống và chúng ta duỗi chân về phía trước. Duỗi chân trái ra, kéo chân phải đặt lên trên đùi trái. Hướng mũi chân trái lên về phía người của mình. Hít vào vươn tay lên cao. Thở ra đổ người dài ra về phía trước, kéo bàn chân trái về phía người của mình. Hít thở sâu. 5 4 3
hai. Và một, hít vào, vươn tay lên cao trở về. Thở ra, hạ tay của mình xuống và chúng ta chống chân trái lên. Cố gắng không để bị bênh đùi đầu gối của chân phải. Vòng tay trái xuống phía dưới chân trái, tay phải vòng ra sau. Thẳng sống lưng của mình lên. Hít vào một hơi thật sâu. Thở ra, gập người xuống phía đầu gối của chân phải. Cố gắng không để bị bênh hông. Hít thở đều. 5 4 3 2 1 Hít vào, nâng người lên. Vươn tay trái lên cao. Thở ra, hạ tay xuống. Và chúng ta duỗi chân về phía trước, thả lỏng hai chân ra. Rồi từ đây thu chân ra phía sau và đẩy người lên vào tư thế cái bàn. Cả người của mình vuông góc từ vai trở xuống cổ tay thẳng, từ hông trở xuống đầu gối thẳng. Hít vào, nâng chân trái thẳng ra sau và đưa tay phải thẳng về phía trước. Thở ra, co chân lên, tay ôm lấy gối, đưa mũi chạm vào đầu gối. Hít vào, thẳng tay, thẳng chân, đẩy bụng lên cao, siết bụng lại, không để võng lưng. Thở ra, co chân, tay ôm lấy chân. Hít vào, thở ra. Hít vào lần cuối. Thở ra và giữ lại ở đây, hít thở đều. 5 4 3 2 1 Hít vào, thẳng tay, thẳng chân. Thở ra, hạ tay phải của mình xuống, giữ nguyên chân trái, hít sâu một hơi. Thở ra, hạ ngực của mình xuống giữa hai tay và nâng chân trái đá cao lên. Hít vào, nâng người trở về. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Giữ lại ở đây, hít thở đều. 5 4 3 2 1 Hít vào, nâng lên. Giữ nguyên chân, thở ra, đưa chân trái chạm lên, khử tay trái nếu được. Hít vào, đưa chân thẳng ra sau. Thở ra. Hít vào. Thở ra và giữ nào, hít thở đều. 5 4 3 2 1 Hít vào, trở về. Thở ra, hạ chân trái xuống, đổi bên. Hít vào, nâng chân phải và tay trái lên. Thở ra, co chân, tay ôm lấy chân, mũi chạm gối. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra và giữ lại ở đây, hít thở đều. 5 Siết bụng lại. 4 3 2 1 Hít vào, thẳng tay, thẳng chân. Thở ra, hạ tay trái của mình xuống. Hít sâu một hơi. Thở ra, hạ ngực xuống giữa hai tay. Hít vào, nâng lên. Thở ra, hạ xuống. Lần cuối, hít vào. Thở ra và giữ ở đây, chân đá cao lên, hít thở đều. 5 4 3 2 1 Hít vào, nâng lên. Thở ra, đưa tay chân phải về phía tay phải. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở. Lần cuối, hít vào. Thở và giữ, hít thở đều. 5 4 3 2 1 Hít vào, đưa chân ra sau. Thở ra, hạ chân phải của mình xuống và hạ người ngồi xuống gót chân của mình. Hai gối tách ra, thả lỏng một chút. Hít thở sâu ở tư thế em bé. Hít thở sâu trong 5 giây. 5 4 3 2 và một, rồi chúng ta đẩy người của mình lên và quỳ chân lên.
nâng hông lên, hai đầu gối tách rộng ra bằng hông. Từ đây hít vào, hai tay dang ngang sang hai bên, đổ người về phía trước và thở ra, đưa tay trái ra phía sau của chân trái, đẩy hông căng lên, vươn tay phải lên cao. Hít vào, trở về, đi như thế nào về như vậy, thở ra, đẩy căng hông mông lên. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra, đẩy hông lên và giữ lại ở đây, hít thở đều, căng hơn nữa, mở ngực mở vai của mình ra. 5 4 3 2 1. Hít vào, trở về giữa. Thở ra, đổi bên, đẩy hông mông căng lên và hít thở đều. 5 4 3 2 1. Hít vào, trở về. Thở ra, nâng người của mình lên rồi vòng hai tay ra phía sau của hai chân, mở ngực mở vai ra, đẩy hông căng về phía trước vào tư thế lạc đà, hít thở đều. 5. Đẩy hông lên nữa. 4. 3. 2. 1. Hít vào, nâng người trở về. Thở ra, gập người xuống về phía trước để trả lại cuộc sống của mình. Hít thở sâu. 5. 4. 3. 2 và 1. Rồi từ đây nâng người của mình lên và hít vào, vươn tay phải thẳng lên trần nhà. Thở ra, luồn tay phải xuống sâu qua hốc nách, hạ vai hạ đầu của mình xuống. Và từ đây chống hai chân, hai đỡ chống hai đầu gối của mình lên, vươn tay trái lên cao. Hít thở đều. Cố gắng nâng cả chân trái lên. Rồi từ đây hạ chân, hạ tay, hạ gối và nâng người của mình lên. Đổi bên, hít vào, vươn tay trái lên. Thở ra, luồn tay trái xuống sâu qua hốc nách. Và nâng hai đầu gối lên. Vươn tay phải lên cao. Dồn lực về tay trái và nâng chân phải lên. Tập trung giữ thăng bằng, hít thở đều. 5 4 3 2 1. Rồi hít vào, hạ chân tay xuống và nâng người của mình lên trở về. Thở ra, đẩy hông mông lên cao về tư thế V ngược, tách hai bàn chân của mình ra rộng bằng hông. Hít vào, đưa tay phải cầm ra ngoài của cổ chân trái và thở ra, vặn người sâu hết mức có thể, hướng mắt nhìn lên nách trái của mình, hít thở đều. 5 Vặn căng hơn nữa. 4 3 2 1. Rồi hít vào, đưa tay phải trở về, đưa tay trái cầm vào chân, cầm vào chân phải và thở ra, vặn người sâu, hướng mắt nhìn lên, hít thở đều. 5 4 3 2 và 1. Hít vào, đưa tay trái trở về. Thở ra, ngẩng đầu về phía trước và chúng ta nhảy bật hai chân lên về phía hai tay của mình. Hít vào một hơi thật sâu, luồn hai bàn tay của mình xuống phía dưới hai bàn chân. Vươn dài cột sống ra, mắt nhìn về phía trước. Thở ra, gập người sâu xuống hết mức có thể của mình. Cảm nhận sự căng giãn nơi khoeo chân và hít thở đều. Cố gắng gập sâu hơn, thẳng đầu gối hơn nữa. 5 4 3 2 1. Hít vào, ngẩng đầu và rút hai tay của mình ra. Thở ra, trùng đầu gối, vươn hai tay lên cao vào tư thế cái ghế và hít thở đều, giữ ở đây. 5 4 3
2. Và 1. Từ đây chúng ta rút chân trái của mình dài ra phía sau, chung đầu gối của chân phải xuống, đầu gối không quá cổ chân, đổ người về phía trước, vẫn giữ người của mình như vậy, xếp bụng giữ 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, rút chân trái của mình lên về tư thế cái ghế. Thở ra đổi bên, đưa chân phải dài ra sau và giữ 5, 4, 3, 2, 1. Rồi hít vào, hạ tay xuống, thở ra rút chân trái ra phía sau về tư thế tấm ván và giữ ở tấm ván. Hít thở đều, đầu mông và chân nằm trên một đường thẳng và không để võng vùng thắt lưng của mình. 5, 4, 3, 2 và 1. Từ đây hít vào, nâng chân phải của mình lên, thở ra vòng chân phải ra phía sau của chân trái và vươn tay phải lên, đẩy căng hết hông của mình lên. Hít thở đều, 5, 4, căng lên nữa, nâng gót chân lên, 3, 2 và 1. Rồi luồn chân phải của mình xuống phía dưới và vươn tay trái lên, nâng chân phải lên, 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, hạ tay, đưa chân phải trở về. Thở ra đổi bên, đưa chân trái ra phía sau và đồng thời đẩy căng hông mông lên. Hít thở sâu, 5, căng hết cánh tay của mình lên, 4, 3, 2 và 1. Hít vào trở về, đưa chân trái của mình luồn sang, thở vươn tay phải lên và hít thở sâu, 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào, hạ tay, đưa chân trở về. Thở ra tiếp tục đưa chân phải vòng ra phía sau, đẩy căng hông mông lên và lần này nếu được chúng ta uốn lưng vào tư thế cầu vồng. Đẩy hết lồng ngực về phía trước và hít thở đều, 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào, chúng ta xoay tay của mình và đưa người trở về. Thở ra đổi bên, đưa chân trái ra phía sau, đẩy căng hông mông lên và vòng tay ra phía sau vào tư thế cầu vồng. Nếu chưa vào được cầu vồng cứ giữ ở đây, hít thở sâu, 5, 4, đẩy ngược về phía trước nữa, 3, 2 và 1. Hít vào, vòng tay trở về. Thở ra, hạ gối của mình xuống và thu người về tư thế em bé, thả lỏng cơ thể. Hít thở điều hòa, trả lại cuộc sống của mình. Hít sâu, thở ra. Hít sâu, thở ra hết. Hít sâu, thở ra. Hít vào, nâng chân phải của mình lên cao. Thở ra, hạ chân phải xuống. Hít vào, chân trái nâng lên. Thở ra, hít vào, nâng chân phải lên. Thở, hạ chân. Hít vào, chân trái nâng lên. Thở ra, hít phải. Thở, hít trái. Thở, hít phải và giữ, hít thở đều, 5, 4, 3, 2, 1. Từ đây gập đầu gối chân phải, vòng chân phải sang bên trái, vặn người sâu hết mức có thể của mình, hướng mắt nhìn sang phía bên tay phải. Hít thở đều, 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, nâng chân trở về. Thở, hạ chân.
hít vào đổi bên, giữ lại hít thở đều 5 4 3 2 1 thở ra đưa chân trái sang bên phải hướng mắt nhìn về tay trái. Hít thở đều, vặn sâu hơn nữa. 5 4 3 2 1 hít vào nâng chân trở về. Thở ra hạ chân xuống và đưa hai tay dọc xuôi theo thân. Hít vào nâng cả tay và chân của mình lên. Thở ra hạ xuống. Hít vào nâng lên. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Lần cuối hít vào, nâng và giữ hít thở đều. 5 4 3 2 1 rồi hạ xuống. Và đưa hai tay của mình lên và đẩy người nằm ngửa xuống thảm. Rồi đặt hai tay phía dưới mông của mình, úp lòng bàn tay xuống, nâng hai chân lên vuông góc. Hít vào một hơi thật sâu, thở ra hạ chân xuống gần chạm đất 15 độ. Siết bụng của mình lại không để võng lưng. Hít vào nâng, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở hết. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở lần cuối hạ xuống và cắt kéo li ti. Hít thở đều 10. Siết bụng 9. Thẳng cắt kéo thẳng 8. Bé thôi 7 6 5 4 3 2 1 rồi hạ chân của mình xuống và thả lỏng hai tay ra. Co hai đầu gối của mình lên và quay tròn đầu gối, massage vùng thắt lưng. Hít thở đều, vẽ vòng tròn to ra. 2 3 4 5 quay ngược lại. 5 4 3 2 và 1 rồi hạ chân xuống, đặt tay phải lên bụng để hít thở sâu. Hít vào cảm nhận vùng bụng phình căng lên. Thở ra xẹp bụng xuống, xẹp hết mức có thể. Hít vào phình căng bụng của mình lên. Thở ra xẹp bụng xuống, xẹp hết mức có thể. Hít vào phình căng lên. Thở ra xẹp xuống, xẹp hết. Rồi chúng ta duỗi hai chân, tách nhẹ mũi chân sang hai bên, đặt xuôi tay theo thân và ngửa lòng bàn tay lên. Nhắm mắt lại, thả lỏng toàn bộ cơ thể, thả lỏng tâm trí, gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu. Trải dài toàn bộ cơ thể xuống mặt thảm.
từ từ đưa ý thức trở lại với cơ thể, nhích nhẹ các đầu ngón tay và ngón chân, vươn tay phải cao qua đầu, chống chân trái lên đẩy người nắm nghiêng sang bên phải, vào tư thế nằm tốt nhất cho tim. Rồi chậm rãi đẩy người ngồi dậy. Cả hình người luôn. Chúng ta chà sát thật nóng hai lòng bàn tay của mình, thật nóng lên hết mức có thể. Rồi úp hai tay lên mắt. Chà sát thật nóng tiếp một lần nữa. Úp lên mắt. Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay lan tỏa. Chớp nhẹ hai mắt. Từ từ đưa hai tay ra xa, khum tay lại vỗ khắp toàn bộ cơ thể, đả thông kinh mạch. Rồi buổi tập của chúng ta đến đây là kết thúc. Namaste.